dân chúng tụ họp quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng nhiều ngôn và nói với họ nhiều điều. Người nói: này đây có người đi gieo giống, đi gieo lúa, trong khi heo gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đi ăn mất. Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ có ít đất nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, vì nắng gắt và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi cây, cây mọc um tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tha thì lấy nghe. Các môn đệ đến gần thưa người rằng: tại sao thầy dùng nhiều ngôn mà nói với họ? Người đáp: về phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng nhiều ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế với việc lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, chỗ mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã gai chai đáo, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta đã chứng chứng cho mình. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy các con hãy nghe dùng ngôn về người theo đấng. Kẻ nào nghe lời đàn về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hàng theo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời đàn thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi cây là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo lắng việc đời, tham mê của cải khiến lời giảng bị chết nghẹt và không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, vào thời Chúa Giêsu, người nông dân cũng đi gieo hạt giống trên cánh đồng hồ. Chắc chắn Chúa Giêsu đã quan sát và tìm hiểu thật kỹ cách gieo giống của những người nông dân sống vào thời đại đó. Vào thời đó, người dân Do Thái có hai cách gieo giống. Cách một là người gieo tung vãi giống lên không khí. Ông bước lui bước tới trên cánh đồng. Dĩ nhiên, nếu gặp một cơn gió thì một số hạt giống sẽ bay vào tất cả mọi chỗ, có khi bay ra khỏi cánh đồng của mình. Cách thứ hai là họ đặt túi hạt giống trên lưng con lừa, cắt ra một túi, ở góc túi một lỗ nhỏ, rồi để con lừa đi đi lại lại trên cánh đồng và hạt giống rơi xuống. Trong trường hợp này, hạt giống có thể rơi xuống trên lối đi, những nơi mà con vật đi ngang qua mang trên mình túi hạt giống. Thế nên chắc chắn có những thửa đất dài và hẹp, có những lối đi cho những vết chân của người qua lại. Vậy Chúa Giêsu mới nói đến hạt rơi xuống về đường. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu vận dụng hình ảnh của người gieo giống trong thời của Ngài để truyền tải một sứ điệp, một giáo huấn mà sau đó Ngài cắt nghĩa. Chúng ta hãy nghe là
đưa trên đá sỏi. Đá sỏi ở đây không có nghĩa là đất đầy những đá, nhưng là đất bình thường, nhưng chỉ có một lớp đất học ở trên mặt. Lớp đấy chừng 4-5 cm trước khi tới phần đá vôi. Nên khi hạt giống rơi xuống đất này, do độ ẩm, nó nảy mầm nhanh. Nhưng khi tìm được những chất khoáng, chất nước để sống thì không có, toàn là đá, nên nó không chịu nổi và nó chết khô dưới ánh nắng mặt trời. Hạt rơi vào bụi gai. Ở đây dễ hiểu lầm là đất không được dọn sạch sẽ. Không phải thế. Đất đã dọn sạch nhưng vẫn còn có những gốc rễ của cỏ dại, cây hoa, gai góc sẵn sàng mọc. Chúng ta nhớ thời đấy không có thuốc xịt cỏ khai hoang như hiện nay. Nếu có thuốc thì một số cỏ cũng khó chết. Nó mạnh và mọc tới độ nhanh hơn hạt giống. Hạt giống không thể mọc theo kịp. Hậu quả là hạt giống bị chết nghẹt. Hạt rơi trên bề đường. Như chúng ta biết cách gieo hạt được giải thích ở trên, chim trời dễ dàng họ tới ăn mất hạt giống. Và hạt rơi vào đất tốt, đất màu mỡ, có nhiều dinh dưỡng, mềm, hạt giống dễ dàng đầy mầm, đâm rễ và phát sinh một mùa bội thu. Tâm hồn của chúng ta là mảnh đất nào trong bốn mảnh đất mà Chúa sử dụng trong dự ngôn? Tôi mời gọi mọi người hãy dừng lại ít phút để kiểm tra chính mình. Bởi lẽ bản văn tin mừng hôm nay như là một gợi ý để chúng ta xét mình. Đừng đánh lận con em. Hãy để cho tâm hồn và con người của mình đối diện với Thiên Chúa và để lương tâm chúng ta chất vấn chúng ta. Tâm hồn tôi là thử đất sỏi đá, khô cằn, cứng cỏi, tiếp nhận lời Chúa nhưng nghi ngờ, cứng lòng, gặp khủng hoảng, thôi luôn. Tâm hồn tôi là thử đất có mùi gai, những lo lắng sự đời, những tính toán cho thế gian làm cho hạt giống không thể mọc được. Tâm hồn tôi là giống trên bề đường, chẳng quan tâm đến lời Chúa hay giáo huấn của giáo hội. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lời Chúa chẳng có giá trị hay ảnh hưởng gì đến tôi. Giáo huấn của giáo hội cũng như thừa mứa, không xứng đáng để tôi lắng nghe và thinh hành. Nên dễ dàng ly dị, phá thai, đặt vòng và làm nhiều điều vô lương khác. Hay tâm hồn tôi là thừa đất tốt, thừa đất sinh hoa trái, có hạt 100, có hạt 60, có hạt 20. Chúng ta thường có kinh nghiệm biết rõ về sự phức tạp và hay thay đổi của tâm hồn mình. Vậy làm thế nào để tâm hồn chúng ta luôn là những thường tâm tốt? Hãy để lương tâm chất vấn từng người chúng ta trước mặt Thiên Chúa và lương tâm của mỗi người. Tôi tin kính